Hôm nay em vừa về tiếp thu một mẫu Ford Everest Ford mới 2013 này. Sự khác biệt hoàn toàn của mẫu xe Ford đứng đầu dòng xe máy dầu công nghệ của Mỹ. Cô chú anh chị, dàn mâm đã không? Mâm hoa thị, mâm lớn luôn. Em này trang bị hệ thống mâm Lai Giang R18 nha anh em nha. Xe khá là đẹp, dàn mâm đảo anh em. Gầm bọc ở trong là bao đẹp nha. Kết hợp bề gác chân nước sơn, sơn trắng bóc. Xe không hề lỗi lầm, máy số bao rim luôn anh em. Đi gia đình mẫu này hết nước chấm rồi. 62-38-126 nha. Bánh treo là form mới, bánh treo sẽ lớn hơn. Mặt ca lăng, nội thất, mọi thứ, tính năng option. Nói chung là mới và hoàn toàn không còn là form cũ nữa. Và phía trên chúng ta sẽ có thêm một cái ốp chụp. Đó, cái ốp chụp nguyên bản của dòng Ford Everest. Đi đôi là hệ thống đèn, đèn đứng hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Sơn si đẹp lắm. Em này sơn rin còn khá là nhiều. Đời 23 mới có màu trắng nha anh em. Đây là dàn mâm nè. Quá đẻ không? 4 vỏ nè. 4 vỏ đâu đó 70% nha. Gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là bục mọt ở dưới phần gầm nha bà con cô bác. Nước sơn đẹp, nói chung sơn si cũng có sơn dập. Đời này chắc chắn phải có sơn dập rồi. Chủ nhà đã lên cụm đèn bi nè. Lên cụm đèn bi nè. Kết hợp phía dưới đèn gầm phá xương. 62E38126. Bản số 62 là Long An. Em này là gốc ở Sài Gòn. Hai đời chủ thôi anh em. Được chưa anh em? Xe này lấy về là chạy thôi. Liền cực kỳ đẹp luôn anh em. Tem nè. Tem đu ra to của em nó là còn nguyên bản hết nha cô chú anh chị nha. Nước sơn là bóng loáng. Keo chỉ rim 100% luôn. Tắp bi tay nắm chủ nhà dán carbon hết toàn bộ. Trang bị cho em là hai túi khí bên phụ bên tài nha. Đây là củ số nè. Từ phần củ số bao da nó còn nguyên si như thế này. Trang bị màn hình Android cam dê cam hành trình có tích hợp đầy đủ tính năng rồi. Ghế chủ nhà bọc mới sạch sẽ cho bà con cô bác nha. Ốc tán à. Cửa là chưa có dấu hiệu là khui mở này anh em. Dàn trần chủ nhà lên full toàn bộ hệ thống trần 5D rồi. Chạy em này đâu đó rơi loanh quanh nằm cho anh em nằm tầm 7 lít dầu. 7 đến 8 lít dầu, không tới 8 lít đâu, 7 lít nha anh em. 100 km. Dàn trần đảo. Xe quá đẹp luôn, quá sạch sẽ luôn anh em. À, với số tiền này cho anh chị lấy mẫu này về chạy 355 triệu mẫu này nha bà con cô bác nha. Hàng đẹp lắm. Hồ sơ bao rút. SUV mà dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau. Từ cái dàn keo, keo rin nguyên bản hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Nách cửa nè anh em. Đó, dàn nách đã không? Sơn si rồi bóng loáng từ phần nách không có một dấu hiệu gọi là xét rỉ trên chiếc xe. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nè. Nó rộng, đi mẫu thì phải gọi là quá rộng. Rộng rãi đến không ngờ luôn. Đẻ chưa? Ghế sạch sẽ. Lên lót sàn 5D. Tắp bi, tắp lô, vân gai, mới tinh luôn. Hệ thống keo chỉ em này là rin hết toàn bộ nha anh em. Coi cái vô lăng nè. Vô lăng 23 nhìn chất không? Đó bà con coi vô lăng 23 nè. Đi được 160 mấy ngàn thì máy móc em này rin lắm. Đây nè, vô lăng rin hết toàn bộ nha anh em. Phía trên này có cái gì đây? Đồ chơi lên kính rồi. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy. Quan trọng sơn đẹp, khung gầm đẹp, máy móc êm. Là anh em đi mẫu này về là yên tâm tuyệt đối rồi. Xe bây giờ anh lựa về toàn là những mẫu xe chiến phục vụ cho anh em. Form mới, đèn đèn nó sẽ khác nè. Mặt ca lăng cũng sẽ khác toàn bộ trước. Trước và phía dưới nha bà con. Đây là cục máy nè. Em này xài toàn bộ hệ thống kim phun hết toàn bộ. 1, 2, 3, 4, 4 cái kim phun nha. Đây là ổ bếp phun nè. Bếp phun dầu. Em này xài ổ ga điện hết toàn bộ nha anh em. Nó xử lý toàn bộ hệ thống ổ ga điện. Và bên đây hệ thống bơm dầu. Bên đây có dầu trợ lực, có hệ thống ABS chống bóng phanh nữa. Hai bên lường là không có đâm pha lỗi lầm ở trên chiếc xe nha. Xương đầu đẹp nè. Xương đầu là rin hết. Từ hệ thống đường co nước chưa có dấu hiệu là làm. Chưa có dấu hiệu là thay thế luôn anh em. Anh em thấy đẹp không? Đó, xe chất không? Nè, sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm. Thường mấy cái xe dẫn động cầu sau á, nhà thiết kế hay thiết kế quạt ly tâm nha bà con nha. Đường bơm nước em nói chưa có dấu hiệu là mở. Đây nè, mặt nắp ron cam cò rin hết. Mở, mở luôn nha. Máy dầu là phải có một tí hơi nha anh em. Đó là báo luôn nha. Được chưa? Sạch sẽ. Đây là cái dàn cấp hơi của em nó là còn chưa có mở nè.
này xong xong điện hết toàn bộ rồi. Đây là cục máy nè, tem theo xe nó còn nguyên xi hết. Nó liên lạc cho bà con vô ổ ga nè, từ phần ổ ga là chưa có dấu hiệu là khui mở cho anh em nha. Nói chung em này là máy móc số riêng hết toàn bộ anh em, máy móc khô ráo sạch sẽ lắm, không có dấu hiệu là nhớt nhèo đâu. Mua về là anh em chạy thôi. Nó cabo nguyên xi nè, keo chỉ cái nó cabo nè anh em nhìn nè, có mất phân nào không anh em? Không hề mất phân keo nào hết. Em này xài toàn bộ hệ thống kem ngoài, đi đôi là kem ngoài nha bà con nha. Xài toàn bộ thống bộ điện hết, điện hết toàn bộ, bốn cây toàn bộ thống bằng điện, máy khô ráo sạch sẽ lắm. Anh chị nào quan tâm mẫu 2013 xe đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khung gầm của em Ford Everest nè. Máy số rim gầm nè, anh chưa có cái số nè, số em nói là số nguyên bản nha, chưa có dấu hiệu làm nè. Đó, phần hộp số khô ráo không, khung gầm mới lắm, dòng này khung gầm thì khỏi chê rồi. Cái bô 2013 mới tin bà con thấy khung gầm không, khung gầm đẹp không ạ, có chỗ nó mục mọt không, khung gầm khá là chất, được chưa? Đây nữa nè anh em, tiếp tục nè anh em, đây nè khung gầm dưới nè. Phía sau chủ nhà quất thêm một cái đèn gầm nữa nha. Cái này mở lên sáng lắm, khung gầm đẹp không? Đó, khung gầm cầu sau này. Đây chúng ta có thanh cân bằng phía sau này. Thanh cân bằng của em Ford Everest, gầm đẹp lắm, không có tí một mọt. Rồi bà con nào quan tâm mẫu Ford Everest 2013 alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Em chào bà con nha.